10 hiện tượng tự nhiên độc đáo. Trên thế giới, có rất nhiều hiện tượng tự nhiên mà ít ai nghĩ rằng nó có thể tồn tại. Từ những cơn lốc xoáy lửa cho đến loại nấm phát sáng, tất cả đều hoàn toàn có thực. Video dưới đây sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn cận cảnh hơn về những hiện tượng tự nhiên độc đáo. Hãy cùng theo dõi với Lina's Blog nhé! 1. Thủy triều đỏ. Đây không phải là một phân cảnh trong Ghostbusters 2. Hiện tượng thủy triều đỏ này xảy ra ở những khu vực tảo tích tụ. 2. Nấm phát sáng. Nấm phát sáng hay còn được gọi là đốm lửa cổ tích. Đây là hiện tượng phát quang của một số loài nấm mọc trên thân gỗ mục nát. 3. Cột bazan. Những cột hình lục giác này được hình thành từ sự thay đổi nhanh chóng của các dòng dung nham. 4. Cầu vồng lửa. Cầu vồng lửa là một hiện tượng quang học được tạo nên bởi các tinh thể dạng băng ẩn trong đám mây hoặc khi có những vật thể nhỏ bé kỳ diệu lướt qua bầu không khí. 5. Haboob. Haboob là một dạng bão bụi dữ dội xảy ra ở các vùng khô cằn trên thế giới. 6. Mây Mamatut. Những đám mây Mamatut chứa đựng phần phía dưới của những đám mây bình thường và thường được xem như là dấu hiệu dự báo thời tiết sắp sửa chuyển biến xấu. 7. Cầu vồng vỏ cây. Vỏ cây bạch đàn thay đổi theo thời gian, tạo nên những màu sắc tựa cầu vồng. 8. Cột ánh sáng. Những cột ánh sáng được tạo nên từ sự phản chiếu ánh sáng của những tinh thể dạng băng trong không khí. 9. Lốc xoáy lửa. Lốc xoáy lửa xuất hiện khi xảy ra tình trạng cháy rừng. Sức mạnh của nó lớn đến mức có thể quật ngã cả cây. 10. Lỗ hổng màu xanh. Những lỗ hổng màu xanh được hình thành bởi những hố nước sâu. Nguyên nhân những lỗ hổng này có màu xanh là vì màu xanh không dễ bị nước hấp thụ như những màu sắc khác trong quang phổ. Trên đây là 10 hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ mà rất ít khi loài người có cơ hội chứng kiến. Các bạn nghĩ sao về những hiện tượng này? Hãy để lại comment, chia sẻ quan điểm và cũng đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!